Đầu tiên mình cũng tạo một cái cờm. Ở đây khi mới làm thì mình không biết, mình để 30 giây ha, cái duration đây. Bây giờ việc thực hiện của mình nó chỉ là những cái bước nhỏ, ngắn 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 ngắn, thì mình sẽ để là 5 giây ha. Gõ vào đây 05 05 nha. Rồi. Ok, 5 giây. Rồi nếu mấy em mà cảm giác thấy nó máy nó không chạy nhanh thì mình set xuống ha. Rồi mình set xuống HD TV. Ở đây là HD TV 1080 là full ha. Mình kéo nó xuống dưới này nè. Đây. Nó có 720 nè ha, HD TV nhưng mà 720. Set đây. Đấy. Mình muốn làm cho nó nhỏ lại, nó dễ thì mình nên làm như vậy cho nó nhẹ máy. Rồi bấm OK. Đây là xong. Mình có được một cái cờm. Rồi bây giờ mình diễn ha. Canh ha. Khu vực làm việc mình nên để mặc định. Giờ mình nhập file vào. Ví dụ như mình sẽ lấy một cái hình ảnh bình thường. Cứ hình ảnh bình thường mình làm chữ đi. Một cái hình linh tinh gì đó ha, hai hình cũng được. Rồi, khi mình chọn những cái hình này nè, mình phải chú ý dưới này ha, nhiều khi mình bấm multi sẽ cần là nó load hết ha. Đừng có chọn gì hết. Khi mình chọn một hình rồi mình đừng chọn gì hết. Đây mình được hai hình. Và nó cũng giống như Premiere ha, ở đây nó có tạo folder. Tạo folder bỏ hình ảnh vào. À, đây thí dụ mình hình ảnh đi. Đây. Rồi mình cũng bỏ vào, cũng tạo như vậy ha. Kéo vào bình thường. Rồi mình bung nó ra, bắt đầu đưa nó vào. Đây là cái hình nền. Ok. Bây giờ cách chỉnh. Bung cái transform ra, phần transform nè. Đây. Ở đây nó có 3 4 cái phím tắt. Khi mình đưa chuột vào nó cũng có phím tắt không ta? Để xem nhé, không có phải không? Position, phím tắt của nó là chữ B phở ha, cái chữ đầu tiên nè. Mình lấy cái chữ đầu tiên, mình bấm chữ B phở. Đây, nó chỉ còn lại position thôi. Là mình dịch chuyển ha. Rồi, scale. Ở đây mình sẽ thấy phím tắt là chữ S ha, bấm chữ S là chỉ còn scale thôi, lớn nhỏ. Ha. Ok. Lại tiếp tục bung nó ra. Rotation thì bấm chữ R. Đây. Và mình muốn xoay đúng một vòng thì mình đánh vào phía trước này số 1, 360 độ thì nó thành số 1 ha, nó xoay đúng vào số 1 vậy đó. Rồi, phía dưới nữa là opacity. Opacity thì ở đây nó không có đánh chữ O được mà nó phải đánh chữ T. Ha. Chữ T. Đây là opacity. À. Rồi. Cái phần chỉnh tâm thì nên chỉnh trên cái phần này ha, hoặc là reset tâm nó tốt hơn, đừng nên chỉnh tâm một cách tự tiện nhiều. Rồi khi mình làm mình cứ reset mặc định cái đã. Rồi bây giờ mình thầy muốn diễn một cái hình này từ nhỏ ra lớn cũng giống như Premiere nè. Đầu tiên mình kéo cái thanh này lên một tí để cho nó hiển thị số frame. Vì là nó là diễn hoạt cho nên là người ta phải tính từng frame ha. Nên là người ta luôn luôn tính từng frame. Đây, ở đây là 1 2 3 4 5. Lên tí nữa là 2 frame. Nào, đây mình sẽ thấy số frame. Một cái hành động trong cái diễn xuất đều phải tính toán ha. Nó bay, ví dụ như người diễn xuất người ta luôn luôn có một cái âm thanh đi theo một cái hành động. Người ta nói một cái vật rơi nè, chiu, bịch ha. Hoặc là một cái cú đấm chiu, ha, thì mình phải tạo cái âm thanh để làm gì, để mình biết cái tốc độ đó ha. Không thôi mình một tờ giấy nó rơi cái gì đó ha, thì mình phải cố gắng sau này nếu mình theo cái nghề diễn xuất thì mình phải như vậy. Thường thường á, nếu mấy em mà vào trong mấy cái xưởng phim diễn xuất hoạt hình á, mấy em sẽ thấy có một cái mắc cười, người thì làm kiểu này, người thì làm kiểu kia, người ta tự diễn xong rồi người ta sẽ dừng lại ha. Hoặc là người trước mặt ta có một cái gương, người ta diễn cảm trên cái gương đó xong rồi người ta diễn trên máy.
Tại vì rất là ít có reference để mà mình kiểm tra. Rồi, ở đây mình diễn thử nha. Ví dụ như lúc đầu nó bằng 0, cái hình này nó từ xa nó zoom lớn lên ha, thì mình sẽ chọn lệnh scale, đúng không? Scale nó nhỏ lại thì mình gõ vào đây số 0 ha, bấm cho nó một cái key ở đây, key đầu tiên. Ở đây mình thấy có cái key ha, cái key nó có màu xanh nè. Rồi bây giờ mình muốn nó zoom lên trong vòng bao lâu? Bây giờ mình tưởng tượng 1 giây ha, 1 giây ở đây là 30 hình, thì mình sẽ dẫn đến 30 hình là nó có số 1 giây ở đây. Đấy. Rồi, mình zoom cái này lên. Lên ha, như thế này. Lên như thế này, đây. Thì key thứ hai nó tự động ha, key thứ hai nó sẽ tự động. Bây giờ mình coi cái action đây. Bấm review hoặc là lít thanh ngang cũng được. Đấy, nó đi lên nhẹ nhàng ha. Rồi, một cái nữa để review cho nó đúng thì hiện tại mình sẽ thấy nè, mình làm việc chỉ trong vòng 1 giây, cái timeline của mình nó đến 5 giây ha, cái timeline của mình nó đến 5 giây thì mình view ngay đây thôi, 1 giây 10 hình. Mình kéo cái nốt màu xanh xanh trên cái thanh màu xám này nè là nó chặn đầu chặn đuôi cái vùng view của mình, kéo về ha, kéo về đây. Rồi bắt đầu mình bấm like thì nó sẽ lặp lại cho mình. Đây, nó view ngay cái khu vực đó thôi. À, đây bây giờ mình dùng âm thanh của mình nè. À, là nó lên vừa đủ. Nếu mà nó hơi nhanh quá, chậm quá thì mình bắt đầu mình muốn nó nhanh hơn thì mình dời nó vào. Đây. Muốn nó nhanh hơn, ví dụ nó nhanh gấp đôi. Ha, thì 15 hình. Ở đây. Bắt đầu mình view nó là mình view ngắn lại tí nữa. Lúc này nó cực kỳ nhanh ha. Đấy. À, những cái hành động của mình luôn luôn tạo cái âm thanh để cho nó nhanh nó chậm. Muốn dài ra thì chỉ có việc kéo cho nó dài ra ha. Và cái key nào màu xanh là nó đang làm việc ở key đó. Mình đang chọn nó là key màu xanh ở đây. Ngày trước cái version cũ á, thì nó là màu vàng, màu trắng ha. Và bây giờ nó màu xanh đó. Rồi có cái nó màu đen. Rồi, bây giờ mình đã làm được như thế này. Xong đến đây, ví dụ như mình muốn cho nó xoay và nó out mất ha. Xoay, xoay. Thì mình phải hiểu một điều là cái chuyển động từ đây đến đây là của scale. Và tiếp tục khi nó dừng lại và nó sẽ xoay thì mình sẽ dùng đến rotate. Thì bao giờ cũng vậy, trước khi mình diễn một cái hành động gì đó thì mình phải dặn cho nó một cái key đầu tiên là nó đang đứng ở đâu trước khi nó xoay. À, đây, ở đây là bắt đầu nó xoay. Bây giờ nó sẽ xoay nè, veo ví dụ như đây. Mình cho nó về đây. Kéo thanh này ra. Nó xoay một vòng, mình cho nó là số 1 ở đây ha. Đây, bây giờ mình play. À. Mình muốn vừa xoay vừa zoom ra luôn, vừa out ra thì đến đây. Khi nó đến đây rồi ha, thì nó zoom thêm và nó out ra mất đến đây. Thì cái phần scale này mình tiếp tục mình diễn lớn lên, out out ha. Đây, như thế này. Rồi, bây giờ mình coi lại nè. À. Quá nhiều. À, cái zoom này hơi nhiều quá. Bây giờ mình cho nó nhỏ lại bớt một tí để thấy nó zoom. Mình cho nó chừng 200. Rồi, bây giờ mình kiểm tra lại. Đấy, thấy nó zoom từ từ ha. Thường thì để thấy tốc độ, thường để thấy nó zoom đẹp á, thì mình đừng để cái này nó full, mà mình để cái này nó vừa đủ. Thì cái phần zoom này mình phải nhỏ hơn một tí nè, đến đây nè ha. Thì bây giờ mình thấy nó zoom rõ hơn. Đấy. Đã ha, nó zoom lớn rồi ha. Rồi bây giờ mình muốn nó zoom đến đây, đến đây, đến đây thì bắt đầu nó mờ và nó biến mất ha. Nó mờ và nó biến mất. Thì ngay nó bắt đầu nó mờ thì mình phải đặt cho nó một cái key opacity. Đây, opacity. Rồi, và khi nó đầy lên như thế này là nó không độ à, nó 0%, nó mờ. Đây.
Bây giờ mình sẽ nhìn thấy. À, cho nên là trên After Effects làm rất là dễ, rất là nhanh. Các cái key ở đây mình quản lý, nó hiển thị key nè, rất là dễ, chứ không như cái bảng của Premiere nằm ở một góc ha, rất là khó chịu. Và cái thanh này còn có thể dài ra nữa nếu như mình muốn kéo đây ha, muốn kéo thì mình cứ việc kéo nó ra nữa, không sao hết. Đấy, zoom nó lên là cứ nó đi sẽ đi ra. Đây, mình coi từng frame như thế này. Rồi, mình mới làm sơ một vài cái chuyển động của cái một cái layer đây ha, coi nè. Zoom lớn, xoay và phóng lớn, sau đó mờ dần, biến mất. Chưa có làm hiệu ứng gì cả ha. Bây giờ là để coi, mới 9:30 thôi, thầy hướng dẫn thêm một tí nữa. Bây giờ thầy hướng dẫn thêm một tí về mấy cái diễn xuất action của nó ha. Ví dụ như thường thường một cái trên trên cái màn hình TV á, mình thành lâu lâu mình sẽ thấy người ta diễn một cái logo đập vào màn hình nó nhúng nhúng và sau đó nó loang ra, nó biến mất. Thì mình sẽ tìm hiểu, cố gắng mình tìm hiểu những cái hành động. Thường thường một cái hành động rơi thì nó từ 7 đến 10 frame, 12 frame. Một cái hành động đập nhanh từ 5 đến 8 frame ha. Những cái đó là sau này bắt buộc mình phải lưu ý, chứ còn không á, mình mà làm theo kiểu hên tay á, có nghĩa là mình kéo cái chỗ này lên, kéo chỗ kia xuống để kiểm tra, thì có thể mình kéo hoài luôn sẽ không có đạt. Và cái cách diễn của mình là phải diễn từng bước, bây giờ thầy hướng dẫn mấy em coi ha. Cái này thầy bỏ, thầy lấy một cái logo đây, bỏ nó vào đây, là cái logo người ta muốn là giới thiệu. Cái logo này mạnh, ấn tượng một tí, thì cái logo này nó phải từ ngoài nó bay vào, nó đập vào màn hình và nó rung rung ha. Đầu tiên là mình phải hiểu được cái nhịp đó, rồi sau đó nó loang loang ra, nó mất. Đây, bây giờ trước khi diễn mình đừng có nên diễn từ bắt đầu liền ha. Mình có thể để sau 5 frame hoặc là 10 frame. Thường thường người ta sẽ để một cái hình trống để cho người ta tỉnh một tí ha. Năm sau 5 frame đến 10 frame người ta mới bắt đầu diễn. Ví dụ như sau 5 frame là bắt đầu mình diễn nè. Cái vật này lúc đầu nó lớn ha, bấm scale. Nó lớn lắm, nó ao bên ngoài như thế này nè. Nó từ ở một cái chỗ nào đó nó bay, nó đập vào màn hình ha. Rồi, có một cái scale. Ở đây mình có key ha, có rất là đầy đủ. Rồi, tốc độ của cái vật này nó bay vào. Lúc này ở đây là 5 frame, mình cho nó 7 đến 8 frame. Nó bay vào, nó đập vào màn hình. À, nó nhỏ, cái logo người ta cần thiết là cỡ này. Là giờ mình xác định là cái logo cỡ này không lớn lắm, không nhỏ lắm để giới thiệu cái logo. Nếu mình để nó đầy màn hình là bố cục nó bị dư ha. Rồi, bây giờ mình cho nó 44 là chuẩn, thì nó sẽ có một cái hành động ở đây. Và mình luôn luôn test từng hành động. Đây, mình test trước nè. Mình coi cái này hợp lý chưa? Bùm. Ha. Mình phải tạo một cái cảm giác. Ha. Hoặc là đấy. Rồi, thì bắt đầu nếu nó được thì mình mới bắt đầu mình diễn tiếp. Khi nó đập vào thì nó giãn nở nhẹ nhẹ ha, giãn nở nhẹ nhẹ thì mình cũng làm như thế này, zoom này lên. Thường thì nó bung ra lại ba hình chẳng hạn ha, thì mình sẽ zoom này lớn lên tí xíu đây. Rồi, và nó quay trở lại cái hình ban đầu. Đúng không? Quay trở lại ban đầu thì mình sẽ copy cái hình ban đầu ha, Ctrl C dời đến cái vị trí cần bát ha, Ctrl V là nó trở lại. Thường thì là nó sẽ lặp lại khoảng 2 nhịp, sau đó nó lại lớn lên, thì mình lại tiếp tục mình copy hai cái này ha, Ctrl C và mình bát qua bên này, Ctrl V.
Rồi, mình đưa này ra đây tí để mình test. Nhưng khi nó phóng lớn lên thì nó phải nhỏ hơn cái ban đầu một cái lặp lại của cái ban đầu một tí ha. Thì nó phải giữa cái 44 và cái 53 ha. Thì nó có thể là 50 hoặc là 48. Đấy. Rồi sau đó nó nhỏ lại bình thường. Bây giờ mình coi cái nhịp thử. Cái này mình chưa có chỉnh hoàn toàn. Ha. Ha. À, bây giờ mình kéo cái này là dài ra một tí. Số này để cho cái logo nó fit, người ta không có cảm giác bị rung. Bầm. À, rung quá nhiều. Và rung quá nhiều hay là nó như thế nào, cái đó mình tùy cái cảm xúc của mình thôi. À, giờ coi nè. Đầu tiên nó bay vào, nó giãn ra, nó trở lại, nó giãn ra, nó trở lại. Thì cái này mình cho nó ít thôi, cái này nó ít nữa. Ví dụ như cái kia là 44, cái này là 46, 45 ha. À, nó nhỏ nữa đúng không? Rồi cái này là lớn rồi, cái này lớn rồi. Rồi giờ mình kiểm tra. Đấy, bây giờ mình thấy cái nhịp đẹp hơn ha. À, đấy, một cái logo đập vào. Lúc này mình chưa có hiệu ứng thì cái sức mạnh của nó cũng chưa có. Ví dụ mình bỏ một cái âm thanh bùm ha, bùm gì đó thì nó sẽ khác nữa, và thêm một cái hiệu ứng nó tan ra thì nó sẽ có một cái sức mạnh khác nữa ha. À, bây giờ mình làm sơ sơ một tí nữa nè. Đầu tiên nếu mình để cái logo như thế này là xấu ha, không ai để logo thế này. Cái này là mình phải làm cho nó mờ đi hoặc là nó không thấy ha. Lúc đầu là nó phải mờ đi hoặc là nó không thấy, chứ ai mà mới vào mà thấy cái này là vô lý ha. Rồi bây giờ mình quay trở ra cái phần transform. Mình có cái phần opacity. Nó bay vào đến đây, đến đây, đến đây, đến đây là nó rõ dần. Nó rõ dần, rõ dần, rõ dần ha. Tới đây là cái hình nó rõ. Thì mình sẽ chọn opacity ở đây, đặt cho nó một cái key ha. Rồi phía trước này ở đây là không thấy gì, biến nó thành số 0 ha. Nếu mà mình để nó nhanh quá thì mình sẽ phí cái hành động diễn xuất của mình. Bây giờ mình coi nè có phí hay không nè. À, đấy, bây giờ mình thấy nó hợp lý ha. Đấy, chứ không có ai mà để một cái nền không phải màu đen ha mà nó diễn liền là không tốt. Bây giờ mình kéo này xích xuống một tí nè, cho khoảng 10 frame thì mình thấy nó hay hơn. Đấy, lúc đầu nó phải đen như vậy đó, rồi sau nó diễn vào thì cái logo mình nó đọc nó rung rung ha. Rồi tiếp theo thì mình có thể dùng hiệu ứng. Ở đây là mới một cái diễn bình thường. Bây giờ mình thử dùng hiệu ứng và mấy em biết hiệu ứng nó sẽ nằm ở đâu để mấy em có thể ứng dụng ha. Đây phía dưới này nó có cái effect, hoặc là mình vào đây cũng được ha. Effect, trước khi dùng effect thì mình phải chọn layer. Thì ở đây mình đập xuống đây nó tan ra, nhưng mà cái logo người ta vẫn phải còn nguyên ha. Thì mình sẽ đúp lên một cái layer nữa, bấm Ctrl D nha. Ở đây không cần Ctrl C, Ctrl V mà mình chọn cái layer, mình bấm Ctrl D. Ctrl D là đúp lên. Đấy. Rồi. Sau đó cái ở phía dưới này nè, mình sẽ làm cho nó thêm một cái hiệu ứng và một cái chuyển động nở ra ha. Ví dụ như khi nó đập vào nè, mình coi ngay cái key. Nó đập vào, nó bay vào, nó đập vào thì bắt đầu nó sẽ loang 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 ra. Những cái key phía sau này mình bỏ đi ha. Những key phía sau là diễn từ từ mình sẽ bỏ đi. Này là của cái phía dưới nha. Này ví bây giờ mình cho nó loang loang từ 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 ra đến đây. Thì scale nó ra. À, kéo ra. Đấy. Rồi. Cái opacity này nè, đập vào cái logo nè, nó đứng lại nè. Thì cái khói ở phía sau khi đập vào nó còn rõ, nó rõ bắt đầu nó mới giảm dần ha. Thì mình copy cái key này đến đây hoặc là mình lít vào đây thì tự động cái key nó sẽ bằng nhau. Hiện tại cái key nó 100 nè, lít vào là mình thêm nó một key nữa. Đến đây nó mờ dần và nó sẽ mất. Ha. À,
mình coi sơ thôi, cái này nó chưa có phải là effect. À đây, bắt đầu coi nhé. Đấy, giống như là nó loang rồi ha, giống loang rồi. Bầm. À, bây giờ mình mới dùng hiệu ứng blur. À, đây mình chọn cái dưới này nè, dùng hiệu ứng blur vào effect hoặc là ở trên này, effect ở đây cũng được, blur nè ha, blur. Ở đây mình chọn bình thường Gaussian ha. À, rồi nó bắt đầu nó blur từ đây dần dần ra đây, blur rất là mạnh ha. Chỗ này là chưa bắt đầu blur nè, đập vào nè ha, chọn cái key đầu tiên cho nó, sau đó mình kéo dần ra đây, mình tăng blur lên bao nhiêu đó, mình vừa làm vừa coi ở giữa nó bao nhiêu, chưa đủ phải không, kéo lên nữa. Và ở đây luôn luôn mình nhớ là làm đúng cái key ha, đừng có cho nó lệch key, lệch key nó sẽ để ra một cái key mới nữa ha. Mình có thể tăng nó lên mấy trăm nữa, 200 gì đó. Rồi bây giờ mình kéo lại thử xem, đây mình thấy nó mờ ha, đây phum, chưa đủ độ mờ. Rồi phải kết hợp thêm một cái hiệu ứng zigzag gì đó ha, chưa đủ độ mờ, cho nó thêm tí nữa. Hoặc là mình kéo cái opacity vào trong một tí. Giờ mình coi lại lần nữa nha. Đấy, nó gần gần giống như vậy ha. Cái này là mình chưa có làm hiệu ứng gì nhiều nha. Đây mình coi nè. Đập vào thì nó sẽ bung cái này ra ha. Và khi nó bung ra là nó bung mạnh ra liền. Thì lúc này mình phải chỉnh key scale của cái hiệu ứng nữa, mình chọn cái chế độ key ở đây ha, rồi diễn đồ thị cho nó. À, cái này là bắt đầu nó sẽ công phu hơn một tí. Đây, nó sẽ nhanh hơn ha. Đây, sau này mình phải tập diễn đồ thị này. Rồi thầy tắt lại ha. Đấy, nó bung ra liền thấy không? Mình nhìn thấy là nó bung ra liền. Bằng ha, tác động liền. Khi đụng vào cái là nó bung ra liền, rồi từ từ nó mới giảm. Rồi, như vậy là mình cũng đã thấy được là ở trên After Effects diễn khá là nhanh ha. Mấy cái phần này diễn rất là nhanh. Đây. Giờ bây giờ mấy em